Trong lòng hơi bị bể hả chị? Bể hả? Lại tổn thương em. Khoan, nhìn em thấy quen lắm. Cho anh hỏi tí xíu, phải cha em làm nghề kim hoàng không? Dạ không. Nhà em có ai làm nghề kim hoàng không? Dạ không luôn. Ủa sao trong em đẹp như một viên kim cương vậy? Trời ơi! Trời. Nhà em thì không có làm kim hoàng nhưng mà được mẹ em mài dũa. Được mẹ em mài dũa. Bây giờ tôi nói nghe nè, ông đừng có cố nắm níu vậy đó. Tôi nghĩ mình đã làm sai, mình phải nhìn nhận vô cái sai của mình. Tôi nghĩ là ông nên nói lời tạ tội đi ông ơi. Ê, đi đâu mà xách quá trời bánh vậy cha? Anh tặng em. Anh đặc biệt dành tặng em. Cái đòn bánh này là chính tay anh gói. Cũng may á, em là một đứa rất là mê, đam mê ăn uống. Ý là cái đòn kia là ở nhà gói, còn đòn này em gói. Đúng rồi, chính tay em gói. Đây là màn xin lỗi của Linh dành cho Tú Anh đúng không? Dạ đúng ạ. Bây giờ mời em qua xin lỗi bạn làng. Xin lỗi sao khác bên đây nha. Còn ngại ngùng gì không dám yêu anh em ơi, dấu đam mê đã vương đôi môi rồi. Người còn ngại ngùng anh say đắm bao đó hoa. Ủa, gì kì vậy? Để trái tim ai lạnh ra. Khi trao con tim đến cho anh, rất mong được tình anh để đời thôi xót xa. Em không như hoa sẽ tàn úa theo tháng ngày, cơn yêu đương này vĩnh viễn. Vì thế anh mong ta xa nhau để lòng anh yêu thương em một mai. Đang trên đường đời hai lối. Nếu sống bên anh nhưng lòng anh cứ mơ hoài bóng dáng khác. Ủa? Tim em sẽ đau. Người ơi, anh đã hiểu tình em. Chị hiểu em luôn, em về chỗ. Không, chị phải nghe rõ cái lời nha chị. Thôi cũng được, dù sao bạn ấy cũng chân thành. Dạ. Em có món quà em xin gửi tặng hai bạn nữ ha. Rồi. Dạ. Nhân doanh nghiệp phải không? Rải đều luôn. Dạ. Trời, con nhận. Anh tặng em cái món quà này là nó có thể trò chuyện lại với em nhưng mà nó nhắc lại lời em thôi ha. Nó khi nào buồn mà không biết nói với ai á, anh bận chẳng hạn thì em có thể nói với cái siêu nồng này ha. Wow. Dạ, em cảm ơn anh. Anh cũng tặng em luôn dạ, ha. Em cảm ơn dạ. Anh. Thì bạn nam bên kia cũng hát thì em cũng chắc cũng phải là có một cái. Đúng rồi, hát em đứng đây thì... hát, hát dạ. Đứng bên cạnh đây hát dạ, nè, em đừng quay rồi. Về không? Đó. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh xin cảm ơn cuộc đời này, đã mang em về bên mình để rồi. Một sớm mai, khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với anh một câu sẽ đi đến tận cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta vẫn sẽ không xa rời. Trời ơi, hay quá. Các bạn đều là những bạn trẻ. Ở đây nhìn lên là thấy cả bốn bạn, thật sự tôi thấy là ai cũng có thể hợp với ai. Thì bây giờ quan điểm một chút xíu về tình yêu, về cái chuyện ghen tuông đi. Thì không biết là Lan. Nãy Lan nói Lan rất là ghen. Không phải ghen là mình làm ầm ầm, mà cũng không phải là đụng gì mình cũng ghen. Với em giống như là anh ghẹo người khác đừng để em thấy, anh nói chuyện với người khác đừng để em thấy, anh có chụp lỡ chụp chung mà ôm yêu ớt ai anh cũng đừng để em thấy nha. Vậy là anh được chụp hả mà anh giấu em là được hả? Đúng rồi. Giống như khuất mặt khuất mày được rồi. Được rồi. Đừng cho bộ ra trước mắt nhìn chịu không nổi. Em mà giận lên á, em không xài cây xương gồng giả này nữa, em xài cây xương gồng thiệt luôn á. Wow, đó là một hình thức ghen. Thế còn em, trong cái ghen thì em ghen như thế nào? Em đã yêu thì em sẽ tin tưởng. Với đã yêu với em thì người ta sẽ không bao giờ đi với người khác. Mà đã đi với người khác rồi thì họ không còn tình cảm với em nữa thì thôi, mình cho nhau hai lối đi. Em rất là tự do thoải mái trong tình yêu. Thì em cũng không thích mà bị ràng buộc quá. Em thích là quan tâm nhau bình thường thôi, rồi sắp xếp thời gian để gặp nhau. Rồi, còn em gái? Có lẽ là công việc của em với anh Linh đó là khá là giống nhau, cho nên là quan điểm về cái chuyện tình cảm cũng giống giống vậy. Vậy hả? Em không muốn quá là gò bó nhau. Với lại em cũng hay kiểu chấp nhận lý do, cho em có lý do là được. Cho em hỏi anh một câu là điều gì mà của người bạn gái á, sẽ khiến anh cảm thấy vui vẻ nhất? Anh cảm thấy vui nhất là khi bạn gái của mình vui, là mình cảm thấy vui rồi.
Khi nhiều khi mình đang làm gì đó, mình đi làm về mình mệt mỏi gì đó, chỉ cần thấy một nụ cười tươi thôi là lúc đó anh quên hết bao mệt mỏi. Ok anh Dingo, đáp án của em rồi đó. À, em muốn đọc một câu hỏi cho anh là tại vì em cũng làm trong nghệ thuật cho nên là cái điều gì mà anh cảm thấy khó khăn khi mà bạn gái mình làm trong nghệ thuật à? Anh nghĩ nếu mà làm nghệ thuật á thì chắc anh nghĩ về cái thời gian nó có không cố định. Cho nên nếu mà người yêu anh ở trong nghề là thì anh cũng rất là thông cảm thôi. Tình yêu á thì không ai hợp với ai cả. Mình chủ yếu là mình xây dựng với nhau thôi. Mình cố gắng vun đắp cho nhau thôi. Anh là quê ở miền Trung á thì không biết là cái quan điểm của gia đình em về yêu ở khác miền thì như thế nào. Gia đình em không có quan niệm là phải miền nào hết. Quan trọng là em có thật sự tìm được niềm vui ở người bạn trai hay không. Với lại em cũng thích làm, muốn làm cho người lớn vui, cho nên là em khá là chiều. Em cũng có khả năng là làm cho người khác vui, cho người khác thương em. Cho anh ngưng xíu thôi, để bé Lan nghiến răng quá rồi. Em à, bình tĩnh. Hồi nãy người ta đã nói rồi, là sao? Làm gì làm, sau lưng đừng có ngồi trước mặt người ta. Mà nghĩ sao mà ngồi trước mặt người ta mà. Hỏi thăm rồi. Cũng một câu hỏi đó em cũng muốn hỏi chỗ Lan luôn. Ba mẹ em thì người miền Tây mà cũng rất là dễ, không có chấp nhất. Nhưng mà anh về nói chuyện với ba mẹ em là anh có thay đổi được cái giọng nói, là phải nói cái giọng nam để cho ba mẹ em hiểu không? Thí dụ anh nói vậy là em nghe không? Nghe, ba em thì chắc nghe được. Tại ba em đi đi làm gặp nhiều khách hàng thì chắc có thể châm chế. Nhưng mà mẹ là không có nghe được. Trời, em yên tâm đi em. Miễn là thằng rể đó yêu thương con mình là ba mẹ đồng ý à. Nói chung là cái phần tìm hiểu nhau như đó thôi. Bây giờ nè, trên tay của Cát Tường hiện tại đó là hai dây kẹo tẩm đường rất ngọt ngào như hương vị của tình yêu. Mỗi bạn sẽ ngậm một đầu và thi hai đội có đội nào ăn hết cái sợi dây này trước đội đó chiến thắng, được không? Chiến thắng sẽ có một phần quà đặc biệt từ ông Mai. Rồi, một, hai, ba, ăn đi. Ai ăn trước thì cái gì vậy, lụm lên bậy bạ quá, nhanh lên. Sao cắn nẻ vậy? Nó dễ vỡ, nó em mong manh vậy. Mình phải níu giữ mối quan hệ này chứ, đừng nên đứt đừng nên đứt gánh. Bên kia người ta nhai ngon nhõm nhẽm ngon rồi kìa. Từ từ thôi nè, ăn liên tục mà cứ ăn nhầm. Thì đâu có, thằng này nó ăn nãy giờ rồi, chị thấy mà. Vậy anh ăn hết thì em đi. Không, nhưng mà em cũng phải ngậm anh đứt dây là thua. Ăn đi, để tôi qua coi bên đây coi. Cái này tượng trưng cho mối quan hệ của mình đó, đó. Đừng nên dùng tóc dài. Bên này ổn nè, bên này ổn nè. Bên này đó, từ từ đang tiến sát gần nhau rồi nè. Lẹ lên. Ôi, không ăn đâu. Em nhìn. Bây giờ em không ăn thì cà lâm cái gì. Em không ăn thì em ngậm đi cho ảnh ăn. Ôi, em. Sao vậy, sao cà lâm luôn vậy? Nè, cái mối quan hệ tôi càng ngày càng gần rồi nha. Ủa, sao bên đây cà lâm luôn rồi? Hả? Em nghe em gì? Em nhìn nhìn. Cái gì vậy? Cái cà. Ủa, sao lòi cà lâm luôn vậy? Đúng gì? Hả? Em nhìn cái miệng của anh. Cái miệng sao? Cái miệng tao dễ thương mà. Tội, bé bị gì vậy? Em nói không vô. Hả? Sao? Đó cái miệng. Được, đem lại nụ cười cho bạn nữ rồi. Còn bên đây sao? Tuyên tới đây là ngưng lại luôn rồi. Không phải, em bị hạ đường. Cái này nó chua. Ủa, sao bên đây là ngọt quá, bên đó là chua quá? Rất là chua. Nãy giờ là không ăn kẹo, bây giờ đưa tay ra cho anh nắm coi. Giờ mới chạm nè, coi điện có truyền qua không. Rồi. Anh chị nhẹ nhàng giật em xỉu. Được, anh đỡ. Khi nào giờ mới được nắm tay? Nắm đi. Cầm tay nhìn vô mắt nhau 10 giây nha. Nói thử coi có cà lắm không. Anh ơi, anh thấy em sao? Anh ơi. Hơi. Anh thấy em sao? Em em rất là xinh đẹp và tài giỏi. Thì anh hy vọng em sẽ về cùng anh. Chắc cú luôn vậy hả? Chắc cú luôn. Không có suy nghĩ gì nữa hả? Không cần suy nghĩ. Trả về. Em có